Hello mến chào quý anh chị em đã trở lại với kênh của em thì kênh của em là Nguyễn Quy Ruby trại của em thì ở Tân Thới Phong Điền Cần Thơ thì đây là em quay một số dòng cá bắt gửi cho khách đó. sẵn em quay lại cho anh chị em luôn nè như là rồng đỏ BDS thác môn này, anh chị em cực kỳ đẹp phải không số lượng thì cực kỳ nhiều luôn anh chị em thấy cái bản đuôi rồng đỏ BDS thác môn cực kỳ đẹp phải không đây là Dumbo Bit Air tay Bit Air siêu tay bơi nè tay bơi bự chào bá luôn thì đợt này á với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 17 tháng 8 2024 đến ngày 19 tháng 8 2024 anh chị em. Với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Thì dòng đầu tiên bên Nguyễn Quy Ruby muốn cập nhật và gửi đến cho anh chị em chơi đó là gồng, dòng dòng rồng xanh BDSH Moon. Thì rồng xanh BDSH Moon bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 350k thôi. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Giá cực kỳ rẻ luôn. Rồng xanh BDSH Moon chỉ có 80k một cặp thôi anh chị em Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350k thôi Số lượng cực kỳ nhiều luôn Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo Để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được Số này em cũng đang sử dụng thì đợt này á, bên em cũng có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc quay xanh có bên trại của Nguyễn Quy Ruby Nếu chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc quay xanh thì có thể coi tới cuối video thì tiếp theo em cập nhật trên chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn Được mang tên là Blue lưu ta răng nên chị em Thì Blue lưu ta răng á, lẻ thì chỉ có 40k một cặp thôi Anh chị em bắt combo 10 cặp á, thì chỉ có 300k thôi Tính ra nếu chị em bắt combo 10 cặp á, thì chỉ có 30k một cặp thôi Giá cực kỳ mềm luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Jobby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được số này em cũng đang sử dụng giá thì nó cũng cực kỳ mềm cực kỳ rẻ luôn thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn được mang tên là coi Get Air thì coi Get e chỉ có 60k một cặp thôi anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi anh chị em số lượng thì cực kỳ nhiều luôn giá thì cực kỳ mềm luôn thì đặc thù của dòng coi Get e anh chị em là lúc nào con cá máy nó cũng sẽ bự hơn cá trống cá trống thì nó sẽ nhỏ hơn cá máy số lượng thì cực kỳ nhiều luôn anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được giá nó cũng cực kỳ mềm cực kỳ rẻ anh chị em coi ghét thì chỉ có 60k một cặp thôi anh chị em anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi giá cực kỳ mềm luôn thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k phí ship toàn quốc là 40k bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop để anh chị em chơi và không tính tiền thùng shop anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng thì bên em á, sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k phí ship toàn quốc là 40k bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop để anh chị em chơi và không tính tiền thùng shop thì bên em sẽ bảo đảm cho anh chị em bảo hành cá tận nơi cho anh chị em cho anh chị em kiểm hàng luôn thì với điều kiện là anh chị em sẽ quay video từ lúc khui thùng đến lúc mà mở cá ra nếu cá nó có vấn đề gì á, thì bên em sẽ hỗ trợ và uh, hỗ trợ cho anh chị em nên chị em cứ yên tâm vào phần đó thì tiếp theo á, em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi đó là một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn được mang tên là gồng đỏ bds hắc môn nha anh chị em thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là gồng đỏ bds hắc môn chỉ có 80 k một cặp thôi anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350 k thôi giá này cực kỳ mềm cực kỳ rẻ luôn số lượng thì cực kỳ nhiều luôn anh chị em anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được số này em cũng đang sử dụng Rồng đỏ BDS Hắc thì chỉ có 80k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 350k thôi. Thì đợt này á, bên em sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em chơi đây là con cá máy con rồng đỏ BDS Hắc anh chị em. Thì đợt này bên em có chương trình siêu khuyến mãi, siêu đãi dành tặng cho anh chị em là với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em với điều kiện là anh chị em đăng ký kênh kèm giúp Nguyễn Quy Ruby. Thì chương trình hỗ trợ phi ship sẽ được chuyển ra từ ngày 17 tháng 8 2024 đến ngày 19 tháng 8 2024. Với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Bit Air Latin tiện giống. Thì Dumbo Bit Air Latin tiện giống á, thì combo Beat Air Latin tiện giống thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 70k một cặp Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350k thôi Giá thì cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy, rugby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em Dumbo Beat Air Latium tiện giống thì tiếp theo cập nhật cho anh chị em chơi đó là một dòng cá quốc dân cực kẹp luôn được mang tên là Blue Coi Sọt nha anh chị em thì Blue Coi Sọt đó bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 250k một cặp nếu chị em bắt combo 3 cặp á thì chỉ có 700k thôi thì dòng này là dòng mới á thì giá thị trường dao động từ khoảng 5 đến 600 ngàn bên em thì làm ra được vài mươi cặp rồi thì bên em sẽ để giá mềm xe lại cho anh chị em chơi thì dòng này nó có hai màu anh chị em là màu xanh da trời và màu xanh nước biển anh chị em xanh lá cây anh chị em thì uh, lẻ thì là 250k một cặp blue coi sọt nếu chị em bắt combo 3 cặp á, thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 700k nếu chị em bắt combo 3 cặp đợt này thì anh chị em sẽ được hỗ trợ free ship thì tại đợt này là với giá trị đơn hàng 500k thì anh chị em sẽ được hỗ trợ free ship rồi nếu chị em bắt 3 cặp blue coi sọt thì anh chị em sẽ được hỗ trợ free ship tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng amino valo thì amino xì valo á chỉ có 60k một cặp thôi anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 250k thôi anh chị em thì dòng cá amino xì valo là nó là màu trắng hồng la tiêm ở trước anh chị em ở sau là bản đuôi màu đỏ thì lẻ chỉ có 60k một cặp thôi anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 250k thôi anh chị em giá cực kỳ mềm cực kỳ rẻ luôn số lượng thì cực kỳ nhiều luôn anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại zalo để bên kênh của nguyễn quy dubby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em một dấu dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của nguyễn quy Ruby cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đại dành tặng cho anh chị em đợt này Amino Sivalo chỉ có 60k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k, bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái đồng shop để anh chị em chơi và không tính tiền đồng shop anh chị em. Nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng Tiếp theo thì mình cập nhật cho anh chị em chơi Đó là dòng full rep Blue Air Thì full rep Blue Air chỉ có 40k một cặp thôi anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi anh chị em thì dòng này nó được lai like tạo từ con full rep BDS và con Dumbo Red Tail của anh chị em nên mang tên là full rep Blue Air thì nó mang thân mình màu đỏ của con full rep BDS tay bơi màu xanh của con Dumbo Red Tail giá thì cực kỳ mềm luôn thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Huy, Jobby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Huy, Jobby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn anh chị em full rep blue Air chỉ có 40k một cặp anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi số lượng cực kỳ nhiều luôn thì tiếp theo cập nhật trên chị em chơi đó là dòng cá lóc vây xanh thì lóc vây xanh bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một con thì anh chị em thấy cái vây của nó cực kỳ xanh không tay bơi là dạng tay bơi bấm luôn anh chị em số lượng thì cực kỳ nhiều luôn anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được số này em cũng đang sử dụng lốc vây xanh chỉ có 100 k một con thôi thì xây con cá lóc vây xanh khoảng 12 đến 14 cm đó anh chị em thì sẵn đây cuối video bên kênh Nguyễn Quy Ruby cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản thì anh chị em chỉ cần chụp màn hình cái loài cá anh chị yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em thì cuối video bên kênh Nguyễn Quy Ruby cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mại siêu đại dành tặng cho anh chị em đợt này là với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em chương trình được áp dụng từ ngày 17 tháng 8 2024 đến ngày 19 tháng 8 2024 anh chị em với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em thì cuối video bên kênh Nguyễn Quy Rugby cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Rugby trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại cho Nguyễn Quy Rugby một like, một share, một subscribe, một bình luận, một lượt đăng ký kênh để kênh các cạnh Nguyễn Quy Rugby ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Rugby trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn.